có ông vua đấy mà. Ai Mỹ Hương. Mỹ Hương giỏi quá. Mỹ Hương giỏi quá. Con nắm này ô. 1, 2, 3. Con nắm này ô. 1, 2, 3. Ô, tiền cứ là lớn kìa. Xong rồi là bắt đầu rồi ra mang cá. Cá mập ra luộc này. Cuốn bánh tráng này. Rồi, Quỳnh Hương ngồi đây. Mỹ Hương ngồi đây. Chưa có nước mắm. Chào bà nội về làm nước mắm. Người ta ngày xưa là cái gì nó bắt tới nãy giờ không có cần chết rồi. Thầy Chúa, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vì muôn ngàn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Giờ đây Chúa đã ban cho chúng con của ăn để nuôi sống những cái thân xác hèn mọn của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành và sức của ăn cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chấm nước cá đây. Cá. Con đợi tí, con đổ tí, con đợi tí. Cá. Cảm ơn mọi người. Giỏi, con giỏi rồi, con nói bố con là để cho nó ăn nướng rồi, con không nổi đói rồi. Con chờ tí đi, con chờ tí bà đội này. Mỹ Hương ăn cá gì đấy? Cá này. Cá mập hả? Cá mập. Dù mình nhìn ăn nó ngon. Đây rồi. Giờ giấy cho em đau miệng nữa. Rồi, ăn cá mập xong xuôi, cha con về cho bà tôi nghỉ ngơi. Bye bye. Đi về đây, ông nội về đây, đi về đây, về ăn, đi về đây. Ừ, pa. Ăn cá mập lo sai rồi, đi về không? Con đi hái cam hả? À, con hai quả quất. Ok.
Còn đang hai quả quất à? Ngon quá. Con lấy cho mẹ. Hai quả quất à? Hái nhiều nhiều về đưa cho mẹ con nhá. Quả quất nhà bà nội ngọt lắm. Hái nhiều bỏ Quỳnh Trang về. Bye bye. Bye bye. Hái nhiều chưa? Bye. Đây cái nước của đứa nào? Đi vào đây. Đi lối này không có gai nó vào chân. Rồi được chưa? Bye, Quỳnh Hương.